Cha Messi đồng ý con trai gia nhập câu lạc bộ Al Hilal. Theo thông tin từ trang web Foot Mercato, ông Jorge Messi đã chấp nhận lời đề nghị 1,2 tỷ euro đưa ra từ Al Hilal cho con trai. Việc Messi rời PSG đã được đồn thổi suốt nhiều tháng qua. Hợp đồng của tiền đạo người Argentina với đội bóng thành Paris sẽ đáo hạn vào ngày 30 tháng 6 tới đây và hai bên cũng không mấy mặn về việc gia hạn. Không chỉ có thế, số fan cuồng của PSG còn huýt sáo, la ó ầm ĩ Messi mỗi khi tên của anh được sướng lên tại sân nhà công viên các hoàng tử của PSG khiến chủ nhân bảy quả bóng vàng vô cùng khó chịu. Theo thông tin từ trang web Foot Mercato, ông Jorge Messi, cha ruột đồng thời cũng là người đại diện của ngôi sao người Argentina mới đây đã chấp nhận lời đề nghị 1,2 tỷ euro đưa ra từ Al Hilal cho con trai. Hợp đồng của Messi với câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia có thời hạn 2 năm. Số tiền khủng mà Al Hilal đưa ra sẽ biến Messi phá vỡ mọi kỷ lục, mọi giới hạn về hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá. Với việc đồng ý chuyển tới câu lạc bộ Al Hilal, Messi và Ronaldo rồi đây sẽ tái hiện màn so tài vĩ đại tại Saudi Arabia. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, Messi sẽ chốt tương lai trong vài ngày tới. Ông tiết lộ, Messi đang cân nhắc chọn biến độ mới. Barcelona chưa có động thái chính thức do vướng luật công bằng tài chính, còn lời đề nghị của Al Hilal vẫn còn nguyên từ tháng 4. Chính phủ Saudi Arabia đã thiết lập một hệ thống hỗ trợ tài chính cho các câu lạc bộ để họ có thể lôi kéo những ngôi sao. Một tên tuổi lớn mà khác họ rất muốn đưa về trong cuộc cách mạng bóng đá Saudi Arabia trong thời gian tới chính là Karim Benzema, người theo đạo Hồi.